Rẻ ạ. Vậy mày đi đi chụp đi. Em đi chụp kia, em đi chụp lại. Em chẳng rảnh chị ơi, chị em giờ con em thì em trong một tuổi có ảnh thôi. À, à? Đây chưa có ảnh nào. Em nó một tuổi. Đây mai tao dẫn thằng xoay cả chụp cho nó đi. Đây một tuổi này. Có đâu. Em này. Nhà tao cũng thằng một tuổi được có ảnh. Đây hai nó. Có một cái kiểu ảnh nó tròn cười. Khổ sở thay mặt nó. Nhìn nó khổ. Trời ơi vậy nữa. Thế em là muốn nhéo trẻ con, xong. Nó chụp với trẻ con muốn nhéo á. Nó sửa xong, nó gửi cho mình, cho mình sửa ưng chưa? Ừ. Mình tự tâm với vừa tầm 1 tông mài đậm hơn một tí. Ừ. Nhưng mà sửa nhất có thể là vừa tâm với lại bảo là anh ơi sửa cho em tông mài thằng anh đậm hơn một tí. Đau đậm hơn thì nữa thì nó sao? Yeah, nhưng mà nó không sửa đậm quá đâu, gọi là hơi hơi thôi. Nó chỉ gọi là tự nhiên thôi, nó không làm gì ảo đâu. Thế là ta không giá tiền hả? Đây. Tao làm một cái 50 x 7 năm hỏi xem nhắn tin hỏi luôn xem 60 90 lên. 60 90 à? Ừ. Em chào bạn chủ nhà. 60 90. 40 60 à? Có nghĩa là loại người ta vợ chọn loại vừa vừa tầm thôi nha.